Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam có thỏa thuận ngầm nhường Hoàng Sa cho Trung Quốc. Một học giả Trung Quốc mới đây đã viết trong một bài phân tích rằng Việt Nam có khả năng nhượng bộ chủ quyền tại Hoàng Sa cho Trung Quốc để củng cố vị trí ở Trường Sa. Bài viết còn đưa ra những quan điểm rất gây chú ý về quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, về thái độ của chính quyền hiện tại đối với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, về những thay đổi trong chính sách ở Biển Đông của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng. Tạp chí CSS bằng tiếng Trung vào tháng 8 năm 2020 đã trong công bố tài liệu nghiên cứu có tiêu đề Những thay đổi trên Biển Đông và tại sao Việt Nam có điều chỉnh lớn trong chiến lược với Trung Quốc của giáo sư Triệu Úy Hoa, khoa nghiên cứu quốc tế Đại học Quảng Đông. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài viết của ông Triệu Quý Hoa trên trang web của tạp chí mở CSS. Trước đó, bài viết đã được đăng lần đầu tiên ở tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á của Trung Quốc vào năm 2019. Theo ông Triệu, đã có một thỏa thuận tồn tại trong suy nghĩ của các lãnh đạo Việt Nam rằng nếu Trung Quốc hứa không dùng vũ lực để chiếm các đảo ở Trường Sa do Việt Nam kiểm soát, thì Việt Nam sẽ không đề cập đến chủ quyền Hoàng Sa hoặc sẽ không sử dụng Hoa Kỳ để can thiệp vào tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nói một cách khác, ông Triệu cho rằng Việt Nam có khả năng nhượng bộ chủ quyền tại Hoàng Sa để củng cố vị trí tại Trường Sa, đồng thời nhượng bộ một cách có giới hạn ở Trường Sa liên quan đến đường phân định và vùng đặc quyền kinh tế từ đường bờ biển của Việt Nam. Trao đổi với đài BBC tại London, giáo sư chuyên nghiên cứu về Biển Đông Cathay từ Úc nói rằng dựa trên cơ sở của việc ông từng tham dự 75 hội nghị và hội thảo quốc tế về Biển Đông ở 20 quốc gia kể từ năm 2009, đồng thời gặp và tổ chức nhiều cuộc thảo luận với các học giả Trung Quốc, thì quan điểm của giáo sư Triệu Úy Hoa về khả năng Việt Nam nhượng bộ chủ quyền Hoàng Sa cho Trung Quốc chỉ là thiểu số. Ông đã diễn giải, nói cách khác, Triệu là nhà phân tích học thuật duy nhất mà tôi biết đã lập luận rằng Việt Nam sẽ từ bỏ yêu sách của mình đối với Hoàng Sa để đạt được thỏa hiệp với Trung Quốc về Trường Sa. Một đề xuất như vậy là không tưởng hiện nay tại Việt Nam. Theo đánh giá của tôi, một thỏa hiệp về lãnh thổ như ông Triệu đề xuất là không thể xảy ra. Dư luận trong nước ở Việt Nam về Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông là rất tiêu cực. Theo tôi, bất kỳ nhà lãnh đạo Việt Nam nào chủ trương từ bỏ yêu sách Hoàng Sa sẽ bị coi là phản bội chủ quyền quốc gia. Quan điểm thứ hai của ông Triệu về việc Việt Nam sẽ không kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế mà chỉ dùng chủ đề này như một công cụ để đe dọa, gây áp lực lên Trung Quốc cũng không mang tính thuyết phục. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hoài Trung nói không loại trừ khả năng kiện Trung Quốc tại Hội nghị Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 11 với chủ đề Hợp tác về an ninh và phát triển tại khu vực. Việt Nam đã có kế hoạch dự phòng để khởi kiện Trung Quốc từ năm 2013 hoặc có thể sớm hơn. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 tới vùng biển của Việt Nam vào năm 2014 và đưa tàu thăm dò vào khu vực Bãi Tư Chính vào năm 2019 đã từng là những khoảnh khắc đẩy Việt Nam đi đến việc đáo tụng đình, nhưng những thời điểm đó đã chưa đủ chín mồi cho một động thái pháp lý mới có thể làm dư luận quốc tế thiên về hướng có lợi cho Việt Nam. Bởi Trung Quốc với tiềm lực kinh tế vô hạn khi đó đã có những ảnh hưởng quan trọng lên các tổ chức quốc tế cũng như nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Trong một hội nghị thường niên về Biển Đông do Đại học Ngoại giao Việt Nam tổ chức vào tháng 11 năm ngoái, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hoài Trung đã công khai nêu ra vấn đề kiện Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ gần 5 năm qua một quan chức cấp cao của Việt Nam đề cập đến nội dung nhạy cảm này. Ông Trung nói, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 đã dự trù đầy đủ các cơ chế để áp dụng biện pháp này. Và cho tới thời điểm đại dịch viêm phổi Vũ Hán tung hoành trên toàn cầu, mà Trung Quốc vẫn tiếp tục hung hăng, hiếu chiến trên Biển Đông, thì từ tháng 4 đến tháng 5 vừa qua, Việt Nam được cho là đang chuẩn bị hồ sơ để kiện lên tòa trọng tài quốc tế chống lại yêu sách chủ quyền Biển Đông phi lý của Trung Quốc. Tuy nhiên, giáo sư Thayer cũng lưu ý rằng Việt Nam chỉ kiện được Trung Quốc trong vấn đề hiểu và áp dụng sai Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982, viết tắt là UNCLOS, chứ không kiện được về vấn đề chủ quyền. Đây là hình ảnh lễ kỷ niệm 25 năm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS, có hiệu lực và Việt Nam trở thành thành viên của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức vào ngày 14 tháng 11 năm 2019 tại Hà Nội. Bởi quy định UNCLOS không giải quyết các tranh chấp chủ quyền, phân giới trên biển hoặc các hoạt động quân sự. Giáo sư Thayer nhận định tiếp như sau, nếu Việt Nam khởi kiện, học theo Philippines, Việt Nam sẽ làm rõ các quyền của mình và tình trạng của các thực thể địa lý, tức là các đảo, các bãi đá và các thực thể dưới mức thủy triều
ở Hoàng Sa như Tòa trọng tài năm 2016 đã quyết định về các thực thể địa lý ở Trường Sa. Cuối cùng, để khởi kiện thì Việt Nam cần trình bày cụ thể một số sự cố lớn dẫn đến tranh chấp mà đã không thể giải quyết bằng tham vấn song phương với Trung Quốc. Tuy vậy, giáo sư Cathay cũng cho rằng việc Malaysia đệ trình yêu sách về thềm lục địa mở rộng ở phía Bắc Biển Đông lên Liên Hợp Quốc vào tháng 12 năm 2019 đã mở ra khả năng hình thành một mặt trận pháp lý thống nhất có sự tham gia của Malaysia, Philippines, Việt Nam và Indonesia để phản đối các yêu sách của Trung Quốc về quyền lịch sử và quyền tài phán đối với vùng biển xung quanh Tứ Xa. Về quan hệ với Mỹ, ông Triệu cũng phân tích các phát biểu của các tướng Việt Nam và kết luận rằng các lãnh đạo Việt Nam tin rằng Mỹ chỉ lợi dụng Việt Nam và Mỹ sẽ không từ bỏ chính sách lật đổ của mình đối với Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nội hôm 27 tháng 2 năm 2019. Và rằng các lãnh đạo Việt Nam không có niềm tin ở Mỹ mà tin rằng Mỹ nhiều khả năng sẽ trao đổi lợi ích với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh đáp ứng các yêu cầu cơ bản về tự do hàng hải ở Biển Đông. Khi đó, Mỹ sẽ phản bội Việt Nam và thừa nhận các đòi hỏi về chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Cũng theo ông Triệu, các lãnh đạo Việt Nam tin rằng nếu Việt Nam hoàn toàn đi theo Mỹ, Việt Nam sẽ trở thành nạn nhân trong trò chơi quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc. Do đó, lựa chọn tốt nhất cho Việt Nam là duy trì thế cân bằng với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Về điểm này, ông Triệu có cùng quan điểm với nhiều nhà nghiên cứu khác. Dựa trên các cuộc trao đổi của ông với các sĩ quan cấp cao của quân đội Việt Nam và các quan chức an ninh và các nhà phân tích cấp cao của Việt Nam, giáo sư Thayer cũng nhận định rằng tất cả những người này đều lo ngại về việc bị Hoa Kỳ bán đứng vì lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ không giống với Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề là những nhà phân tích này không muốn phụ thuộc quá nhiều vào Hoa Kỳ đến mức có thể bị bán đứng. Nhưng Việt Nam cũng nhìn nhận rằng Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia trong việc ngăn cản Trung Quốc thực hiện bá quyền trên Biển Đông. Vì vậy, Việt Nam khuyến khích Hoa Kỳ vì lợi ích này mà đối trọng với Trung Quốc ở Biển Đông. Và Việt Nam hiểu rõ về sự trỗi dậy và tăng cường sức mạnh của Trung Quốc. Phản ứng của Việt Nam là phối hợp với Trung Quốc trên cơ sở hợp tác và đấu tranh, cũng như phối hợp với các cường quốc khác như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga để duy trì sự cân bằng. Đặc biệt, ông Triệu còn chỉ ra sự thay đổi trong thái độ của Việt Nam đối với Việt Nam Cộng Hòa. Đây là hình ảnh Tổng thống Ngô Đình Diệm đứng xung quanh các tướng lĩnh tuyên bố thành lập nước Việt Nam Cộng Hòa trong buổi lễ tại Sài Gòn vào ngày 26 tháng 10 năm 1955. Theo ông Triệu, chính phủ Việt Nam hiện nay không còn gọi Việt Nam Cộng Hòa là chế độ con rối của Sài Gòn, bởi vì họ cần dùng các hoạt động của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 để phục vụ cho yêu sách chủ quyền hiện thời của Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Tuy nhiên, đây là một nhận định thiếu tính cơ sở của ông Triệu. Giáo sư Thayer cho rằng ông Triệu đã không chính xác khi khẳng định rằng Hà Nội đã thay đổi thái độ với Việt Nam Cộng Hòa để củng cố lập trường của mình ở Biển Đông. Ông cũng đưa ra các dẫn chứng lịch sử như sau. Khi Việt Nam bị chia cắt hai miền Nam và Bắc vào năm 1954 dọc theo vĩ tuyến 17, chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Khi Trung Quốc tấn công các lực lượng hải quân của Việt Nam Cộng Hòa ở Hoàng Sa tháng 1 năm 1974, cả Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam đã chính thức phản đối. Vào năm 1976, khi Việt Nam chính thức thống nhất, Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nắm chủ quyền đối với vùng biển và đất mà trước đây đã hình thành nên nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. Và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tự coi mình là quốc gia kế thừa và những tuyên bố chủ quyền của họ là dựa trên lịch sử từ thời Chúa Nguyễn và nhà Nguyễn thường xuyên tổ chức các chuyến thăm lực lượng hải quân, đội Hoàng Sa và Bắc Hải nhằm kiểm soát Hoàng Sa và Trường Sa. Sau năm 1991, khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ, Biển Đông nổi lên những vấn đề ngày càng gay gắt trong quan hệ song phương. Điều này dẫn đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc ở Việt Nam và trong giới Việt Kiều. Người Việt hải ngoại cho rằng những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bị giết vào tháng 1 năm 1974 tại Hoàng Sa là tử sĩ. Ở Việt Nam, áp lực đã bùng lên trong việc công nhận những người lính, quân đội, nhân dân Việt Nam đã từng bị Trung Quốc giết vào tháng 3 năm 1988 tại Gạc Ma là những người tử vì đạo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2020 với bản tin Việt Nam có thỏa thuận ngầm nhường Hoàng Sa cho Trung Quốc hay không? Các bạn và quý vị hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de cũng như chia sẻ video này cho nhiều người biết. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.